Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành cái bước là phủ sắc độ vào cái gương mặt của vị vua. Chúng ta phủ một lớp sắc độ vô cái gương mặt vị vua nha, dựa theo anatomy luôn. Đó, các bạn phủ những cái phần này nè, dựa theo đúng cái cơ. Và cái giai đoạn mà chúng ta phân tích cơ khối rất là cần thiết. Ông có một cái gò má cao, cho nên chúng ta sẽ phụ ở những phần này. Các bạn lưu ý ha, môi dưới môi và những cái cơ miệng. Xương thái dương nè. Lỗ tai. Và cái mái tóc phía sau nữa. Những cái nếp nhăn trên mặt. Các bạn chú ý nè, bây giờ chúng ta diễn tả cái phần mái tóc nè. Thì chúng ta sẽ thể hiện cái mái tóc của ông ở cái dạng là theo những nhà phân tích á, thì có cái độ gợn. Cho nên là mái tóc sẽ bồng, mặc dù là chán cao nhưng mà mái tóc ông sẽ dạng bồng bềnh. Với mái tóc nhiều xuống phía dưới. Chúng ta gọi lại phần đặc điểm bằng cái màu đỏ để chúng ta đi sâu hơn vào những cái nét đặc điểm của cái gương mặt ông.